Nga tấn công mọi hướng, Ukraine nguy cơ mất tất cả các vùng lãnh thổ đã giành được. Mỹ khẩn cấp cử tướng đến Ukraine tăng cường cố vấn trực tiếp trên thực địa. Ukraine cáo buộc Nga oanh tạc thủ đô Kiev bằng tên lửa khiến hàng chục người bị thương. NATO thành lập Tam Đại Liên minh để giúp đỡ Ukraine. Người Ukraine không ngờ phải chạy nạn lần thứ hai ở Israel. Lộ tin Anh bí mật gửi 500 binh sĩ tới ship hỗ trợ Israel ném bom giải Gaza. Xin kính chào quý vị khán giả. Bích Huấn rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng nhất, mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Mời quý vị khán giả cùng theo dõi những nội dung chi tiết ngay sau đây. Những ngày qua, tình hình giao tranh trên chiến trường miền đông Ukraine đang rất căng thẳng. Trong bài viết trên Telegram ngày 10 tháng 12, Tư lệnh lực lượng lục quân Ukraine, ông Oleksandr Sisky đã nói rằng tình hình ở tiền tuyến phía đông rất khó khăn. Tướng Sisky cho biết, ông và các chỉ huy ở mặt trận phía đông cũng đang thảo luận về các biện pháp để duy trì sự ổn định trong phòng ngự, bảo toàn quyền lực chiến đấu và sử dụng hiệu quả vũ khí. Tờ Newsweek dẫn lời ông Sisky nói, đối phương không ngừng tiến hành các hoạt động tấn công trên toàn mặt trận. Hồi đầu tháng này, Bộ trưởng Quốc phòng Nga, ông Sergei Shoigu đã tuyên bố rằng quân đội Nga đang tiến lên trên mọi hướng ở Ukraine. Phát biểu này được đưa ra sau khi Tổng tham mưu trưởng Ukraine, ông Valery Zaluzhny thừa nhận chiến sự đã bắt đầu bế tắc sau cuộc phản công không như dự tính của Kiev. Nhà báo hàng đầu về chính sách an ninh và xung đột từ báo Bild của Đức, ông Julian Jobke nhận định rằng Ukraine tiếp tục rút lui khỏi các vùng Avdiivka, Klitschivka, Staromayovsk, thậm chí có thể vùng đông Kupiansk và nhiều nơi khác cũng có thể chịu ảnh hưởng. Hiện tại, lực lượng Ukraine vẫn kiên cường giữ vững Avdiivka, trong khi Nga đã mất một số lượng lớn binh sĩ trong chiến dịch tấn công từ tháng 10. Theo các nhà phân tích, thành phố Avdiivka chính là chìa khóa để Moscow kiểm soát hoàn toàn Donetsk và Lugansk. Trước đó, hồi tháng 9 năm nay, việc tái kiểm soát Klitschivka, tọa lạc ở phía nam của Bakhmut, tỉnh Donetsk, trở thành động lực quan trọng cho lực lượng Ukraine. Quân đội Nga đã rút khỏi Staromayovsk vào tháng 7 và Kupiansk thuộc tỉnh Kharkov vào tháng 9, 2022, sau khi Ukraine giành chiến thắng tại đây. Ông Julian Brugge đã chỉ trích lãnh đạo phương Tây như Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Anh Rishi Sunak vì không cung cấp đủ vũ khí cho Kiev. Trên tài khoản có 170.000 người theo dõi, ông Brugge chia sẻ, không cần phải là thiên tài mới để nhận ra rằng phương Tây muốn ép Ukraine ngồi vào bàn đàm phán với Nga. Đầu tuần qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thăm Mỹ và đã có nhiều cuộc họp với các đồng minh chủ chốt ở Washington để kêu gọi viện trợ bổ sung cho nước này. Trước đó, ngày 8 tháng 12, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK của Mỹ thông báo rằng quân đội Nga đã nhận lệnh phải kiểm soát Avdiivka và Kupiansk trước khi bầu cử Tổng thống Ukraine diễn ra vào tháng 3 năm 2024. Trong báo cáo cập nhật hôm 12 tháng 12, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, chỉ huy nhóm Tavdiivka của Ukraine, tướng Oleksandr Tarnavsky đã thông báo rằng quân đội Nga đã tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn với sự hỗ trợ của xe bọc thép theo hướng Avdiivka và Mariinka, đồng thời tăng cường sử dụng máy bay. Tướng Tarnavsky tuyên bố, hai ngày trước đối phương đã phát động các cuộc tấn công quy mô lớn với sự hỗ trợ của xe bọc thép theo hướng Avdiivka và Mariinka. Họ đang tích cực sử dụng máy bay, bom dẫn đường. 19 cuộc không kích đã được tiến hành trong hai ngày qua. Giao tranh vẫn tiếp tục, theo tướng Tarnavsky. Chiến binh Ukraine đang duy trì sự phòng thủ vững chắc. Trong ngày 11 tháng 12, lực lượng Ukraine đã đẩy lùi 42 cuộc tấn công của Nga tại phía đông Novobakh Mutivka, phía nam Siev-Neiv và Tunike, cũng như gần Avdiivka, Pervomaysk và Nevesk. Quân phòng vệ Ukraine đã ngăn chặn 49 cuộc tấn công của Nga, phá hủy 11 xe tăng và 15 xe bọc thép khác tại khu vực Avdiivka. Ở gần Avdiivka, lực lượng Nga đã tiến hành tấn công cả ở phía Bắc và phía Nam. Ukraine báo cáo rằng Nga vẫn hoạt động gần Mariinka, Krasnohirivka và Novomikhailivka. Nơi này đã đẩy lùi 14 cuộc tấn công của Nga vào ngày 11 tháng 12. Người phát ngôn của lực lượng Tavria, ông Oleksandr Stupun, cũng xác nhận rằng quân đội Nga đang cố gắng tiến về phía Nam và phía Bắc Avdiivka, áp dụng xe tăng và xe bọc thép trong các trận chiến ác liệt tiếp tục diễn ra. Tư lệnh lục quân Ukraine Oleksandr Sisky nói rằng quân đội Nga đang tiếp tục hành động tấn công trên toàn bộ chiến tuyến ở miền đông. Tướng Ukraine cũng nói thêm rằng ông và các chỉ huy khác đang tập trung vào việc phòng thủ ở mặt trận phía đông, đã đánh giá kỹ lưỡng tình hình và đang xem xét các lựa chọn cho các bước tiếp theo. Cựu Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine bà Hanna Malia nêu rõ rằng quân đội Ukraine đang đối mặt với khó khăn ở 5 khu vực tiền tuyến miền đông, trong đó có cả Avdiivka thuộc tỉnh Donetsk. Hãng tin RT của Nga gần đây cũng tuyên bố rằng lực lượng Nga đã kiểm soát khu vực ngoại ô thành trì Mariinka, một thành phố chiến lược ở Donetsk.
Mariinka không chỉ là trung tâm quan trọng của lực lượng Ukraine ở khu vực Donbass, mà còn đóng vai trò là nơi Kiev thường tiến hành các cuộc tấn công vào thành phố Donetsk, nơi mà hiện tại đang được Nga kiểm soát. Avdiivka đóng vai trò quan trọng trong việc phòng thủ, là điểm chốt quan trọng kiểm soát toàn bộ khu vực trên hướng Kramatorsk. Nếu thành phố này bị kiểm soát, có thể dẫn đến một chuỗi tác động lan truyền, gây ra sự suy yếu và sụp đổ của nhiều địa điểm quan trọng khác. Việc kiểm soát vùng lãnh thổ này sẽ mở ra đường đi cho Nga tiến về thành phố chiến lược Kramatorsk và là bước tiến quan trọng đẩy Ukraine rời khỏi vùng Donbass. Ngoài ra, việc kiểm soát Avdiivka cũng có thể góp phần loại bỏ hàng loạt vị trí pháo, nơi mà Ukraine đã và đang sử dụng để pháo kích vào thành phố Donetsk, thủ đô của khu vực Donetsk. Thời gian qua, Nga được cho là đã thực hiện nhiều cuộc tấn công bằng UAV, tên lửa vào thủ đô Kiev. Hôm 13 tháng 12, thị trưởng thủ đô Kiev ông Vitali Klitschko cho biết ít nhất 50 người đã bị thương trong vụ tấn công bằng tên lửa của Nga nhằm vào thủ đô Kiev trong sáng cùng ngày. Hãng tin Reuters cũng dẫn thông tin từ giới chức địa phương thông báo vụ tấn công đã khiến một số ngôi nhà bị hư hại. Cũng trong sáng ngày 13 tháng 12, lực lượng phòng không Ukraine tuyên bố bắn hạ các mục tiêu của Nga ở khu vực trung tâm thủ đô Kiev. Quan chức địa phương ghi nhận một số mảnh vỡ của tên lửa nói trên tại quận Dnipro, Danisky và Denian. Riêng tại quận Dnipro, một số mảnh vỡ làm hư hỏng mặt tiền và gây hỏa hoạn tại tầng 7 một tòa chung cư. Các mảnh vỡ của tên lửa cũng làm cháy một ngôi nhà tại quận Danisky. Trước đó, hôm 11 tháng 12, Ukraine tuyên bố đã bắn hạ tên lửa đạn đạo do Nga phóng vào thủ đô Kiev. Không quân Ukraine thông báo trên ứng dụng tin nhắn Telegram rằng hệ thống phòng không Ukraine bắn hạ toàn bộ 8 tên lửa đạn đạo do Nga phóng vào khoảng 4 giờ sáng theo giờ địa phương trên bầu trời Kiev. Thị trưởng Kiev, ông Vitali Klitschko, khẳng định cuộc tấn công đã làm ít nhất 4 người bị thương. Cả 4 người này đều ở quận Danisky, thuộc khu vực phía đông nam thủ đô. Hiện tất cả đều đang được chăm sóc y tế tại trung tâm y tế địa phương. Ngoài ra, theo ông Klitschko, lực lượng khẩn cấp đã được điều đến quận Holoskivsky ở phía tây nam thành phố nhằm xử lý đám cháy bùng lên sau khi một số mảnh vỡ rơi trúng nóc một tòa chung cư. Một số tên lửa này, quân đội Ukraine cũng tuyên bố hạ được 18 máy bay không người lái dòng Shahed do Nga phóng nhắm vào khu vực phía nam nước này trong suốt đêm. Hồi đầu tháng này, giới chức Kiev cũng cho biết các máy bay quân sự của Nga đã phóng hàng chục tên lửa tầm xa nhằm vào nhiều mục tiêu ở Ukraine. Đây là đợt tấn công bằng tên lửa quy mô lớn đầu tiên của Nga và Ukraine trong nhiều tuần qua, bởi thời gian gần đây, Nga chủ yếu sử dụng máy bay không người lái để thực hiện các cuộc tấn công trong đêm. Trong gần 2 năm mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, các lực lượng Nga đã thường xuyên sử dụng UAV và tên lửa hành trình nhằm tấn công các mục tiêu của quân đội Kiev. Mùa đông năm ngoái, Moscow cũng đã phát động nhiều cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng trên khắp lãnh thổ Ukraine. Những đòn đánh này khiến hàng triệu người dân Ukraine phải sống không có điện trong nhiều giai đoạn rét đậm. Trong nhiều tuần qua, giới chức Ukraine liên tục khẳng định Nga đang lên kế hoạch tổ chức một chiến dịch tấn công tương tự. Do đó, Kiev đang tập trung củng cố lực lượng bằng các hệ thống phòng không được các đồng minh châu Âu và Mỹ trao tặng. Chính quyền Tổng thống Volodymyr Zelensky tiếp tục khẳng định họ vẫn cần được trao thêm nhiều vũ khí để bảo vệ các khu vực dễ bị tổn thương. Trên chiến trường, việc những người lính bị thương và mắc kẹt lại khu vực chiến đấu là không ít, nhưng không phải ai cũng may mắn được quân đội đối phương giải cứu. Mới đây, câu chuyện hai binh sĩ của quân đội Nga và Ukraine bị thương nặng, giúp đỡ lẫn nhau ở vùng xám để sống sót đã nhận được sự quan tâm đặc biệt. Quân nhân Nga được biết đến với tên gọi Alexei, ký hiệu Babka, đã mất dấu binh sĩ Ukraine trong trận chiến và sau đó cho rằng anh ta đã thiệt mạng. Các bác sĩ của Trung đoàn 1486 cho biết, anh bị mảnh đạn nặng ở lưng, quân nhân Nga đã ăn tuyết thay thức ăn và nước uống. Cách duy nhất để anh ta sống sót là bò. Khi bò qua các thi thể, anh tìm thấy một binh sĩ Ukraine bị thương vẫn còn sống. Hai người lính quyết định giúp đỡ lẫn nhau nhiều nhất có thể. Họ ở cùng nhau nhưng binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng sau 5 ngày. Quân nhân Nga tiếp tục bò đến vị trí gần nhất của lực lượng vũ trang Nga. Anh may mắn tìm được một hầm đào, nơi các chiến sĩ của Trung đoàn 1442 đã nhìn thấy và giải cứu anh. Tính mạng của quân nhân Nga giờ đây đã thoát khỏi nguy hiểm. Các bác sĩ đang cố gắng cứu đôi chân tê cóng của anh. Những người đồng đội của Alexei nói rằng câu chuyện của Babka là một ví dụ chân thực về lòng nhân đạo, lòng dũng cảm và ý chí. Đây không phải lần đầu tiên những binh sĩ Nga-Ukraine giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc chiến.
Cuối tháng trước, một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy các quân nhân Nga đã phát hiện và giải cứu một binh sĩ Ukraine bị thương ở chân. Người này đang mắc kẹt tại khu vực nguy hiểm gần một thành phố trọng điểm thuộc vùng Donbass. Đoạn clip dài gần 2 phút do phóng viên chiến trường Nga Dmitry Zimenkin đăng tải cho thấy vụ việc xảy ra gần làng tiền tuyến Klepchivka, cách thành phố Artemov, Bakhmut của Donbass khoảng 10 km về phía tây nam. Khu vực này do quân đội Nga đã kiểm soát từ mùa xuân năm nay. Đoạn video cho thấy các binh sĩ Nga đang hoạt động trong một khu vực có nhiều cây cối rậm rạp. Một quân nhân Nga ra lệnh cho một binh sĩ Ukraine nằm cách đó hàng chục mét đứng dậy và giơ tay. Khi đến gần hơn, một quân nhân Nga khác nói, anh di chuyển, tôi sẽ bắn anh. Binh sĩ Nga tiếp tục hỏi, có bao nhiêu người ở khu vực này? Hai, bao xa vậy? 20 mét, họ sẽ bắn à? Câu trả lời của binh sĩ Ukraine không thể nghe rõ được. Quân nhân Nga sau đó ra lệnh cho người binh sĩ Ukraine tự mình bỏ tới chỗ họ. Tuy nhiên, binh sĩ Ukraine không thể tuân lệnh do vết thương. Quân nhân Nga đang quay clip đã đứng dậy, thận trọng tiếp cận đối phương đang bị thương ở chân và yêu cầu người binh sĩ Ukraine giữ lấy nòng súng để được kéo đi. Do binh sĩ Ukraine không thể cầm chắc khẩu súng trường, nên quân nhân Nga đã dùng tay kéo binh sĩ Ukraine đang kêu la vì đau đớn ra khỏi khu vực nguy hiểm. Một binh sĩ Nga khác cũng tới để hỗ trợ binh sĩ Ukraine. Trong một bài đăng kèm video trên nền tảng Telegram, phóng viên Zimenkin cho biết sẽ chia sẻ những gì xảy ra tiếp theo, đồng thời nói thêm rằng binh sĩ Ukraine có thể sẽ bị thẩm vấn. Dưới bối cảnh quân đội Ukraine đang phải đối mặt với nhiều khó khăn trên chiến trường mùa đông khắc nghiệt, Mỹ đã quyết định cử chỉ huy lực lượng hỗ trợ Ukraine, tướng Antonio Agusturozon, từ một căn cứ Đức đến Kiev trong thời gian dài để làm việc trực tiếp với giới lãnh đạo quân sự Ukraine. Theo The New York Times, các nhà lãnh đạo quân sự Mỹ và Ukraine đang tìm kiếm chiến lược mới có thể bắt đầu thực hiện vào năm tới nhằm vực dậy vận mệnh của Kiev và thể hiện sự ủng hộ của Washington với Kiev trong cuộc chiến với Nga. Nỗ lực thúc đẩy một cách tiếp cận mới được đưa ra sau khi cuộc phản công kéo dài nhiều tháng của Ukraine không đạt kết quả như kỳ vọng và sau nhiều tuần căng thẳng giữa các quan chức hàng đầu của Mỹ và những người đồng cấp Ukraine. Mỹ cũng đang thúc đẩy một chiến lược bảo thủ tập trung vào việc nắm giữ lãnh thổ mà Ukraine đang có, đào sâu và xây dựng nguồn cung cấp, cũng như xây dựng lực lượng trong suốt cả năm. Ukraine muốn tiếp tục tấn công trên bộ hoặc tấn công tầm xa với hy vọng thu hút sự chú ý của thế giới. Tuy nhiên, đây là một ván cược rất lớn. Nếu không có chiến lược mới và nguồn tài trợ bổ sung, các quan chức Mỹ cho rằng Ukraine có thể thua trong cuộc chiến này. Các quan chức chính quyền cho rằng Moscow đang đặt cược vào việc Washington sẽ giảm bớt sự hỗ trợ, viện dẫn những tuyên bố gần đây của Tổng thống Vladimir Putin rằng nếu Ukraine hết đạn dược do NATO cung cấp, Nga sẽ chiếm ưu thế trong vài ngày tới. Các quan chức Mỹ cho rằng trong thời gian tới, Ukraine sẽ phải chiến đấu với ngân sách eo hẹp hơn. Một số người trong quân đội Mỹ muốn Ukraine theo đuổi chiến lược giữ và xây dựng, tập trung vào việc giữ vững lãnh thổ nước này có và xây dựng khả năng sản xuất vũ khí vào năm 2024. Washington tin rằng chiến lược này sẽ cải thiện khả năng tự cung tự cấp của Ukraine và đảm bảo Kiev đang ở vị thế có thể đẩy lùi mọi nỗ lực mới của Moscow. Mục tiêu là có đủ lực cần thiết để có thể khiến Nga cân nhắc tham gia vào các cuộc đàm phán có ý nghĩa vào cuối năm tới hoặc năm 2025. Các quan chức Ukraine cũng đang xem xét các chiến lược xây dựng dựa trên các cuộc tấn công thành công vào bán đảo Crimea hồi mùa thu năm ngoái. Kiev đang tìm kiếm những cách sáng tạo để khiến Moscow mất cân bằng thông qua các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy vũ khí, kho vũ khí và đường tàu vận chuyển đạn dược. Một cựu quan chức quân sự cấp cao của Ukraine cho biết kế hoạch mới đang được hoàn thiện và rất táo bạo. Các quan chức Mỹ cho rằng nếu không thay đổi chiến lược, năm 2024 có thể giống như năm 1916, năm đẫm máu nhất trong Thế chiến I, khi hàng nghìn người thiệt mạng trong khi chiến tuyến thay đổi rất ít. Chiến trường Nga-Ukraine những ngày qua vẫn đang chứng kiến các cuộc giao tranh quyết liệt. Mới đây, truyền thông Ukraine đăng tải đoạn video ghi lại cảnh UAV của nước này bắn nổ một robot quân sự của Nga tại khu công nghiệp gần thành phố Avdiivka, điểm nóng ở vùng Donetsk. Cuộc tập kích do lữ đoàn cơ giới độc lập 110 của Ukraine thực hiện, thời gian cụ thể không được tiết lộ. Theo Defense Express, các thành viên của lữ đoàn 110 đã phát hiện robot của Nga đang di chuyển trên một con đường đầy tuyết. Phía Ukraine ngay sau đó đã triển khai UAV cảm tử mang theo lựu đạn PG-7 để tập kích phương tiện này. Sau khi bị trúng đòn tấn công từ UAV, robot của Nga đã phát nổ và bốc cháy. Truyền thông Ukraine cho biết, robot trong đoạn video được Nga sử dụng để vận chuyển đạn dược ở tiền tuyến. Hiện không có quá nhiều thông tin về hoạt động của các loại robot quân sự được Nga triển khai tại Ukraine. Theo Defense Express,
Cuộc tập kích này đã cho thấy một viễn cảnh mới về môi trường tác chiến tương lai. Nếu các bên không cần binh lính để thực hiện các nhiệm vụ quân sự, cuộc xung đột Ukraine là minh chứng rõ nhất cho vai trò ngày càng quan trọng của các phương tiện không người lái, khi UAV và xuồng không người lái USV đang được cả hai bên sử dụng liên tục. Trong một diễn biến khác liên quan đến cuộc chiến, Ukraine được cho là lần đầu triển khai hệ thống pháo tự hành Archer do Thụy Điển cung cấp trong cuộc xung đột với Nga. Theo đó, đài truyền hình SVT của Thụy Điển đã chia sẻ một đoạn video ghi lại hoạt động vận hành pháo Archer của binh sĩ Ukraine. Theo SVT, lực lượng Ukraine hiện đang sử dụng hệ thống pháo tự hành gần mặt trận để chống lại các cuộc tấn công từ quân đội Nga. Tuy nhiên, nguồn tin không tiết lộ địa điểm, thời gian cũng như đơn vị đang sử dụng pháo tự hành này. Hồi đầu tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển, ông Pan Johnson tuyên bố, lực lượng vũ trang Ukraine đã nhận được 8 hệ thống pháo tự hành bánh lốp Archer từ nước này. Giới quan sát nhận định, Thụy Điển cung cấp pháo tự hành Archer cho Ukraine diễn ra trong bối cảnh Kiev được cho là cạn kiệt đạn pháo. Việc cung cấp kịp thời các hệ thống như vậy sẽ giúp Ukraine ngăn chặn những cuộc tấn công của đối phương, đồng thời cũng là cơ hội thử nghiệm vũ khí trong điều kiện chiến đấu thực tế. Archer là hệ thống pháo tự hành do Thụy Điển phát triển, có trọng lượng khoảng 30 tấn, sử dụng pháo binh cỡ nòng 155mm, tầm bắn tối đa 30km với đạn thường, 40km khi bắn đạn tăng tầm. Ngoài ra, Archer bắn được cả đạn pháo chống tăng có dẫn đường. Pháo được chế tạo trên khung gầm xe tải Volvo A30D đã được sửa đổi với bố trí bánh xe 6x6. Tốc độ tối đa của xe đạt 70km/h, phạm vi hoạt động từ 400 đến 500 km, cho phép Archer bao phủ một khu vực rộng lớn và được triển khai hiệu quả trên nhiều địa hình khác nhau. Archer được thiết kế với nhiều phụ kiện và hệ thống tiên tiến giúp nâng cao tính hiệu quả và an toàn. Archer được trang bị hệ thống bảo vệ hạt nhân, sinh học và hóa học NBC cũng như hệ thống quan sát cả ngày lẫn đêm. Ngày 12 tháng 12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tiết lộ quy mô lực lượng quân đội chiến đấu với Nga trong chiến dịch quân sự của Moscow ở nước láng giềng. Theo đó, trong bài đăng chào mừng ngày lực lượng mặt đất Ukraine trên Telegram, Tổng thống Zelensky cho biết nước này có gần 600.000 quân nhân ở các đơn vị quân đội khác nhau đã và đang tham gia cuộc chiến với Nga. Con số này khác so với thống kê của trang Statista trước đó, ước tính rằng Ukraine có 500.000 quân nhân. Hé lộ của ông Zelensky cũng là cập nhật mới nhất của giới chức Ukraine về quy mô quân đội. Thông điệp của ông Zelensky được đăng tải vào ngày ông gặp gỡ các lãnh đạo chính trị tại Washington, trong bối cảnh mâu thuẫn nội bộ trong cơ quan lập pháp Mỹ đã ảnh hưởng tới khoản ngân sách viện trợ cho Ukraine. Ông Zelensky đang nỗ lực thuyết phục chính giới Mỹ về sự cần thiết của việc duy trì viện trợ cho Ukraine. Kiev nhiều lần cảnh báo về kịch bản Nga giành chiến thắng nếu như Ukraine không có thêm viện trợ từ phương Tây trong tương lai. Vài ngày trước, trợ lý hàng đầu của Tổng thống Zelensky, ông Mykhailo Podolyak đã thừa nhận rằng Ukraine sẽ gặp khó trong việc huy động lực lượng tham gia chiến sự với Nga. Ông nói thêm rằng Kiev dự định thay đổi chiến dịch tuyên truyền để thu hút thêm tân binh trong tương lai. Ukraine tuyên bố lệnh tổng động viên ngay sau khi bắt đầu chiến sự với Nga vào tháng 2 năm ngoái. Lệnh này cấm hầu hết đàn ông từ 18 đến 60 tuổi rời khỏi đất nước. Thế nhưng chiến dịch tuyển quân của Ukraine đã đối mặt với các diễn biến tiêu cực và tình trạng trốn tránh quân dịch. Hồi tháng 8 năm nay, ông Zelensky sa thải toàn bộ lãnh đạo cơ quan tuyển quân ở các vùng trên cả nước và mở cuộc điều tra về nghi vấn tham nhũng liên quan tới những cơ quan này. Tháng trước, giới chức Kiev thừa nhận với Tham rằng trong một số lực lượng Ukraine, tình trạng thiếu nhân sự thậm chí còn trở nên trầm trọng hơn cả tình trạng thiếu vũ khí và đạn dược. Một quan chức Ukraine ẩn danh thậm chí thừa nhận rằng ngay cả khi Mỹ và các đồng minh bàn giao toàn bộ số vũ khí mà họ đã cam kết, Kiev có thể không có đủ người để vận hành. Tham dẫn lời một nguồn tin cho biết, động thái sa thải toàn bộ quan chức tuyển quân của ông Zelensky đã gây ra tác dụng ngược khi Ukraine không tìm được đủ người thay thế các vị trí bỏ trống do áp lực về công việc này. Điều đó dẫn tới việc hoạt động tuyển tân binh gần như bị đình trệ trên quy mô lớn. Trong một diễn biến khác cùng ngày 12 tháng 12, Reuters dẫn một báo cáo tình báo Mỹ đã được giải mật cho biết 315.000 quân nhân Nga đã thiệt mạng hoặc bị thương ở Ukraine kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự vào tháng 2 năm ngoái. Báo cáo của tình báo Mỹ cho biết quy mô tổn thất buộc Nga thực hiện các biện pháp chưa từng có để duy trì năng lực tác chiến. Nga thông báo lệnh động viên một phần vào cuối năm 2022, huy động thêm khoảng 300.000 quân, đồng thời nới lỏng tiêu chuẩn cho phép tuyển mộ tù nhân và dân thường lớn tuổi. Lực lượng Nga bắt đầu chiến dịch quân sự với khoảng 2.500 đến 3.100 xe tăng, nhưng đã mất khoảng 2.200 chiếc và phải chuyển xe T-62 được sản xuất từ những năm 1970 ra chiến trường để bổ sung. Tình báo Mỹ cho rằng Nga đang vận hành khoảng 1.300 xe tăng trên chiến trường. Đánh giá mới được tình báo Mỹ đưa ra cao hơn đáng kể so với ước tính hồi tháng 7 năm ngoái của Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương CIA, ông William Burns. Thời điểm đó, ông Burns cho biết tổn thất của Nga có thể là khoảng 15.000 người thiệt mạng và số người bị thương có thể gấp 3 lần. Nga chưa bình luận về thông tin này. Giới chức Nga hiếm khi công bố số liệu thương vong của lực lượng nước này trong xung đột với Ukraine.
các quan chức Nga nhiều lần tuyên bố ước tính thương vong của quân đội nước này do phương Tây công bố bị phóng đại quá mức. Họ cũng cho rằng phương Tây gần như luôn đánh giá thấp tổn thất của Ukraine mà các quan chức Nga cho rằng là rất lớn. Thời gian gần đây, NATO đã thành lập các tổ chức như Liên minh xe tăng, Liên minh chiến đấu cơ và Liên minh hải quân nhằm hỗ trợ Ukraine trên không, trên bộ và trên biển. Mới đây, Vương quốc Anh và Na Uy dẫn đầu thành lập một liên minh hải quân mới dưới danh xưng nhẹ nhàng hơn là Liên minh hàng hải nhằm hỗ trợ Ukraine trên biển đen. Theo chuyên gia Nga Sergei Majewski, tám đại liên minh gồm Liên minh hàng hải, Liên minh xe tăng và Liên minh máy bay chiến đấu đã được hình thành nhằm giúp Ukraine ưu thế quân sự trước Nga trên mặt đất, trên không và trên biển. Hiện tại, sau 6 tháng thực hiện chiến dịch phản công lớn, dù có sự hậu thuẫn lớn đến từ Liên minh xe tăng, nhưng Ukraine được cho là không đạt được bất cứ mục tiêu nào như kế hoạch đã đề ra. Chuyển từ chiến lược tấn công sang phòng thủ có thể là giải pháp tối ưu cho chính quyền Kiev, đồng thời chuẩn bị cho các cuộc tấn công mới và thể hiện sự sẵn sàng đàm phán để đánh lừa Điện Kremlin. Trái với cuộc tấn công trên đất liền, Ukraine có đòn bẩy mạnh trên biển để tạo áp lực lên Nga, cố buộc Moscow phải đối mặt theo điều kiện của họ. Ngoài việc Thổ Nhĩ Kỳ có thể dễ dàng đóng nút cổ chai hẹp ở Bosphorus và Dardanelles, nhưng điều đó khó có thể xảy ra dưới thời ông Erdogan. Không phải là sự cường điệu, nhưng lực lượng hải quân Ukraine với hỗ trợ kỹ thuật từ khối NATO có thể gây khó khăn lớn cho hoạt động giao thông dân sự của Nga trên biển đen, gây tổn hại đến hình ảnh của Nga. Khối NATO cũng đang chuẩn bị công khai phong tỏa khu vực Kaliningrad và Saint Petersburg ở vùng Baltic, đồng thời gây nên căng thẳng ở các quốc gia Baltic và những quốc gia thành viên và đối tác NATO như Ba Lan, Phần Lan, Thụy Điển và Na Uy. Khoảng 2/3 thương mại nước ngoài của Nga hiện đi qua các cửa biển trên biển Baltic và biển Đen. Trong bối cảnh xung đột giữa Nga và Ukraine ngày càng căng thẳng, con đường giao thương trên biển của Nga có thể bị chặn đứng hoàn toàn bởi Liên minh phương Tây và chính quyền Kiev. Liên minh hải quân mới thành lập hiện đang được xem xét để hợp nhất với Liên minh xe tăng và Liên minh máy bay chiến đấu dành cho Ukraine đã được phương Tây công bố trước đó. Một số nguồn tin cho biết Kiev có thể nhận được Mirage 2000 của Pháp, F-16 Fighting Falcon của Mỹ và Jet-39 Gripen của Thụy Điển từ các đối tác phương Tây. Số lượng và chất lượng máy bay tấn công không làm các chuyên gia quân sự Nga lo ngại nhiều, vì chúng không thể lật ngược tình thế cuộc chiến trên mặt đất và dễ bị bắn hạ bởi lực lượng phòng không và không quân Nga nếu tham chiến ở không phận đó. Thế nhưng, nhiệm vụ chính của máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư kiểu NATO dường như không phải là hỗ trợ cuộc phản công trên bộ của lực lượng vũ trang Ukraine, mà là tập trung vào phong tỏa biển đen và vô hiệu hóa hạm đội Nga. Trước đó, sự xuất hiện của tên lửa Storm Shadow SCALP-EG của Pháp, Anh và hệ thống pháo phản lực cơ động M142 HIMARS của Mỹ gần Crimea đã buộc Nga phải phân tán lực lượng chủ lực của hạm đội biển đen từ căn cứ Sevastopol đến những nơi xa hơn. Trong thời gian tới, Ukraine có thể sẽ nhận được thêm nhiều máy bay mang tên lửa chống hạm, tạo ra mối đe dọa đáng kể đối với tàu chiến của hạm đội biển đen Nga. Với tên lửa chống radar AGM-88HRM và tên lửa chống hạm AGM-84 Harpoon Fighting Falcon sẽ là một đối thủ đáng gờm cho hạm đội biển đen. Bán kính và tầm bắn của máy bay Mỹ cùng với tên lửa chống hạm cho phép không quân Ukraine kiểm soát toàn bộ khu vực Tây Biển Đen đến bán đảo Crimea. Ngoài ra, thậm chí là với đà leo thang của cấp độ cung cấp vũ khí hiện đại như ngày nay, sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu mỗi khi xung đột Nga-Ukraine vẫn tiếp tục kéo dài, Lầu Năm Góc sẽ cung cấp cho Hải quân Ukraine một vài máy bay chống ngầm Boeing P-8A Poseidon hoặc phiên bản cấp thấp hơn là P-3C Orion để tuần tra Biển Đen. Trong vài năm tới, lực lượng hải quân Ukraine có thể phát triển những năng lực mới nếu có thời gian để huấn luyện và tái đào tạo trong giai đoạn ngừng bắn. Anh và Na Uy sẽ bàn giao hai tàu quét lôi hoạt động đầy đủ để Ukraine giữ lại Odessa. Những tàu này được thiết kế để phát hiện và phá hủy thủy lôi bằng các phương tiện từ xa, cũng như có khả năng phong tỏa vùng biển. Hai tàu lớp Sandow HMS Ramsey và HMS Bly đã được đổi tên thành M310 Chernigov và M311 Cherkasy của Hải quân Ukraine. Nhiệm vụ chính của chúng là ngăn chặn tàu ngầm Nga có thể xâm nhập vào các vùng biển quan trọng như Odessa, Chernomorsk và Yuni. Bộ trưởng Quốc phòng Vương quốc Anh, ông Grant Sapp cho biết, những tàu này sẽ mở ra những tuyến xuất khẩu quan trọng cho Ukraine. Tàu hộ tống F-211 Hetman Ivan Mezhepa thuộc lớp ADA, MILGM được hoàn thiện ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ gia tăng khả năng phòng thủ chống tàu ngầm của Ukraine. Ban đầu, Hải quân Ukraine dự định mua 5 tàu lớp này, nhưng không có thông tin gì về việc khởi động 4 chiếc tiếp theo cho đến nay. Các tàu lớp ADA
dự án MILGM được trang bị hệ thống vũ khí như RGM-84 Harpoon Block 2 và hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn MBDA, VLMICA. Ngoài ra, chúng còn có trực thăng chống tàu ngầm và nhiều loại vũ khí khác. Đây là những con tàu hiện đại có thể gây mối đe dọa đáng kể đối với tàu ngầm Nga ở Biển Đen. Tàu Mezepa của Liên minh Hải quân có thể hỗ trợ bằng chiến đấu cơ từ Liên minh máy bay chiến đấu để đi từ Thổ Nhĩ Kỳ đến cảng Odessa của Ukraine. Một tàu hộ tống từ Thổ Nhĩ Kỳ không thể tạo ra sự khác biệt lớn ở Biển Đen một mình. Tuy nhiên, nếu có 4 hoặc 5 tàu thuộc lớp này kết hợp với các tàu quét mìn Sandow, chúng có thể tạo ra vấn đề cho các tàu ngầm Vansayanka của Nga, còn được gọi là Kilo theo định danh NATO. Vậy các tàu chống ngầm của lớp ADA tiếp theo của Hải quân Ukraine sẽ đến từ đâu? Hiện chỉ có thông tin phỏng đoán, nhưng cần lưu ý rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang xây dựng một loạt 4 tàu hộ tống lớp ADA cho Hải quân Pakistan. Sau khi chế độ thân Mỹ nắm quyền ở Islamabad, Pakistan đã trở thành một trong những nguồn cung cấp vũ khí lớn nhất cho Ukraine. Chỉ có thể Islamabad sẽ bắn lại các tàu hộ tống cho Kiev nếu được bồi thường chi phí phát sinh. Ngoài ra, cũng không nên coi nhẹ khả năng tấn công ngày càng gia tăng của lực lượng hải quân Ukraine trên Biển Đen, đặc biệt là từ các tàu thuyền không người lái. Trong khi đó, hải quân Nga đã học cách đối phó với tàu thuyền không người lái Umanets Sufast Vehisle, USV, tàu ngầm không người lái Umanets Underwater Vehicle, UUV, Kamikaze lại tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng hơn và khó đối phó hơn nhiều. Ngoài các phương tiện không người lái, hạm đội mũi của Ukraine đang mở rộng một cách có hệ thống với các tàu cao tốc có khả năng phóng tên lửa chống hạm. Có thể nói, sự kết hợp của máy bay chiến đấu, trực thăng chống ngầm, tàu hộ tống chống ngầm, tàu tên lửa, tàu quét thả lôi cũng như máy bay không người lái Kamikaze dưới nước với sự hỗ trợ từ hệ thống trinh sát và chỉ định mục tiêu của NATO có thể gây ra những vấn đề lớn cho Hải quân Nga và cả vận tải biển dân sự trên Biển Đen. Nếu có một thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine, hậu quả sẽ rất khó lường vì tình trạng đóng băng chiến sự trong khu vực chiến dịch quân sự sẽ chỉ tạo ra thêm thời gian cho Ukraine để chuẩn bị cho một cuộc phong tỏa hải quân toàn diện. Vì vậy, giải pháp cho vấn đề phong tỏa và chống phong tỏa trên Biển Đen không chỉ dừng lại ở biện pháp quân sự mà cần sự nỗ lực nghiêm túc và ý chí chính trị phù hợp từ thượng tầng chính trị ở Moscow. Mới đây, Điện Kremlin đã lên án Mỹ vì can thiệp vào vấn đề nội bộ của Nga sau khi Nhà Trắng lên tiếng về án tù của lãnh đạo đối lập Alexei Navalny. Trong bài phát biểu ngày 12 tháng 12, khi đề cập đến lãnh đạo đối lập của Nga, Alexei Navalny, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố: "Chúng tôi đang nói về một tù nhân đã bị kết án theo luật pháp và đang thụ án tù. Chúng tôi coi mọi hình thức can thiệp, kể cả từ Mỹ, là không thể chấp nhận được và không thể thực hiện được." Đây là bình luận được ông Peskov đưa ra sau khi phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller ngày 11 tháng 12 chia sẻ rằng Washington đang quan ngại sâu sắc về tình trạng của ông Navalny và Moscow cần phải chịu trách nhiệm đối với những gì đang diễn ra với ông. Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby cũng kêu gọi Nga phải ngay lập tức trả tự do cho ông Navalny vào cùng ngày. Đội ngũ của ông Navalny trước đó đã cho biết rằng ông không xuất hiện tại một số phiên tòa, đồng thời các luật sư đã được thông báo rằng thân chủ của họ đã được chuyển đi từ nhà giam. Họ bày tỏ lo ngại khi không có thông tin về ông Navalny trong 7 ngày qua. Theo người phát ngôn Peskov, ông không có thông tin cụ thể về tình hình và các câu hỏi liên quan đã được chuyển đến Bộ Ngoại giao Nga. Lãnh đạo Đảng Liên minh Nhân dân Nga đối lập, ông Alexei Navalny đã trải qua một sự cố hồi tháng 8 năm 2020. Khi đó, ông bị bất tỉnh trên một chuyến bay từ Siberia đến Moscow và sau đó được chuyển đến Đức để điều trị. Ông cho rằng mình bị ám sát không thành công bằng chất độc thần kinh Novichok. Sau khi điều trị tại bệnh viện ở Berlin, ông và vợ trở về Nga vào tháng 1 năm 2021 và ngay lập tức bị bắt. Khi đó, phản ứng trước hành động của nhà chức trách Nga, Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống đắc cử Joe Biden, ông Jake Sullivan đã viết trên Twitter rằng ông Navalny cần được trả tự do ngay lập tức và các thủ phạm gây ra vụ tấn công vô nhân đạo nhằm vào mạng sống của ông phải được đưa ra công lý. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cũng ra lời kêu gọi tương tự trên Twitter. Hành động bắt giữ ông Alexei Navalny khi đến Moscow là không thể chấp nhận được. Tôi kêu gọi nhà chức trách Nga ngay lập tức trả tự do cho ông ấy. Hành động bắt giữ ông Navalny là một nỗ lực khác nhằm đe dọa phe dân chủ đối lập ở Nga. Một phản ứng nhanh chóng và dứt khoát ở cấp độ EU là cần thiết. Ông Navalny đã dẫn đầu nhiều cuộc biểu tình quy mô lớn tại Nga, đặc biệt là vào mùa hè năm 2019, khi các đồng minh của ông bị cấm tham gia các cuộc bầu cử địa phương. Hồi tháng 3 năm ngoái, tòa án Moscow đã tuyên án ông Navalny 9 năm tù với các cáo buộc về tham nhũng và không tuân lệnh của tòa. Tuy nhiên, tòa án thành phố Moscow sau đó đã nâng án phạt lên 19 năm tù vì cáo buộc liên quan đến chủ nghĩa cực đoan và chuyển ông Navalny đến một nhà tù an ninh cao cấp. Các công tố viên trước đó đã đề xuất án phạt là 20 năm tù.
những thông tin về người thừa kế Alex Soros của đế chế tài chính George Soros và hoạt động của ông tại Ukraine đang trở thành điểm nóng. Theo Kiev Post, ông Alex Soros là người thừa kế tổ chức xã hội mở OSF từ cha mình là George Soros vào tháng 6, đã tham gia cuộc họp đầu tiên của Liên minh Quốc tế các quốc gia vì sự trở lại của trẻ em Ukraine. Ông đã gặp gỡ cả Tổng thống Volodymyr Zelensky và đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Zelenska, người điều hành một quỹ từ thiện. Bà Olena Zelenska đã thông báo mối quan hệ hợp tác giữa OSF và quỹ từ thiện Olena Zelenska Foundation, đồng thời thông báo trên mạng xã hội rằng quỹ này sẽ nhận $1 triệu từ Soros để mở rộng các dự án hỗ trợ trẻ em. Tuy nhiên, có các báo cáo nêu rằng việc từ thiện của Alex Soros có thể chỉ là bề nổi của các dự án kinh doanh lớn hơn tại Ukraine. Hồi cuối tháng 11, nhà báo người Pháp Juliette Vanchon đã công bố một cuộc điều tra về kế hoạch của Soros và chính quyền Ukraine liên quan đến việc sử dụng một khu đất rộng 400 km2 ở Kiev cho việc xử lý chất thải. Theo nhà báo, ông đã có thông tin từ đại diện của Bộ Sinh thái và Tài nguyên Ukraine cung cấp cho ông các tài liệu xác nhận về kế hoạch Zelensky-Soros. Một bản ghi nhớ ký ngày 7 tháng 11 giữa người đứng đầu văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak và Alex Soros đã khởi xướng một quy trình pháp lý chuyển đất ở các khu vực Khmelnytsky, Chernovtsi và Ternopil thành quyền sở hữu vĩnh viễn và nhượng quyền miễn phí cho các tập đoàn phương Tây Dow Chemical, Evonik Industry, DuPont, Vitol, BASF và Sanofi. Trong một văn bản đăng ngày 13 tháng 11, Tổng thống Ukraine Zelensky đã yêu cầu chuẩn bị hồ sơ chuyển giao lô đất cho các công ty phương Tây kể trên và yêu cầu hoàn thành việc này trước ngày 1 tháng 1. Ông Juliette Vanchon đã phản đối việc chôn chất thải độc hại trên vùng đất màu mỡ của Ukraine, gọi đó là một thảm họa cho môi trường. Nhà báo người Pháp trích lời một quan chức không tiết lộ tên của Ukraine, người đã yêu cầu ông thu hút sự chú ý của châu Âu đối với vấn đề này. Quan chức từ Bộ Tài chính nhấn mạnh, việc này không chỉ khiến cho những vùng đất này không thể trồng lúa mì mà còn tạo ra thiệt hại không thể khôi phục đối với hệ sinh thái của những khu vực này. Đây không phải là lần đầu tiên những người ra quyết định ở châu Âu và Mỹ gây nguy hiểm cho hệ sinh thái và sức khỏe người dân Ukraine. Trong nhiều năm, Lầu Năm Góc đã duy trì một mạng lưới khoảng 46 phòng thí nghiệm sinh học ở Ukraine, nơi lưu trữ và thử nghiệm các mầm bệnh chết người. Trong mùa xuân năm 2022, Cơ quan Phòng thủ Phóng xạ, Hóa học và Sinh học RCBD của Nga đã bắt đầu làm rõ các hoạt động quân sự sinh học của Mỹ tại hàng chục cơ sở ở Ukraine. Quân đội Nga cung cấp bằng chứng và chi tiết các chương trình của Mỹ và Ukraine từ thử nghiệm các mầm bệnh gây nguy hiểm đến viêm gan A và E, sốt thương hàn, dịch tả và nhiều loại vũ khí khác, đồng thời nghiên cứu cách sử dụng các loại động thực vật và đường thủy địa phương để lây lan các bệnh truyền nhiễm. Quân đội Nga coi những hoạt động này là các chương trình vũ khí sinh học mà Mỹ đang thực hiện trên lãnh thổ Ukraine. Trung tướng Igor Kirillov, người đứng đầu lực lượng phòng thủ bức xạ, hóa học và sinh học của Nga, cho biết Mỹ đang sản xuất các bộ phận của vũ khí sinh học ở vùng lân cận biên giới Nga. Một báo cáo gần đây của Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ đã làm sáng tỏ các vấn đề về sức khỏe của quân đội và người dân Ukraine, cho thấy có thể có mối liên hệ với thí nghiệm sinh học kéo dài nhiều năm của Lầu Năm Góc ở quốc gia Đông Âu này. Báo cáo này sử dụng dữ liệu từ các bệnh viện ở các khu vực Ternopil, Khmelnytsky và Vinnytsia ở miền Tây và Trung Ukraine, chỉ ra rằng tại Ukraine, việc kết hợp giữa tỷ lệ cao của kháng thuốc trước xung đột, sự gia tăng của các vết thương do chấn thương và sự căng thẳng xung đột đang dẫn đến việc phát hiện ngày càng nhiều vi khuẩn đa kháng thuốc lây lan sang châu Âu. Các quan chức Anh và Mỹ đã tiết lộ kế hoạch trang bị cho chế độ ở Kiev các đạn uranium nghèo DU được làm từ chất thải phóng xạ với chi phí sản xuất tương đối thấp. Mặc dù báo chí phương Tây đã cố gắng làm dịu ý kiến công chúng, khẳng định rằng loại vũ khí này không phải là phóng xạ, song Liên Hợp Quốc đã công nhận rằng vũ khí chứa DU là cực kỳ nguy hiểm vào tháng 12 năm 2022. Cơ quan quốc tế đã kết luận rằng hiện tại không có đủ thông tin về hậu quả của việc sử dụng vũ khí uranium cạn kiệt đối với con người và môi trường, nhưng cảnh báo rằng không nên sử dụng nó. Trong khi đó, NATO đã im lặng trước việc quân đội Ukraine tiếp tục nã pháo vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, mặc cho nguy cơ thảm họa và ô nhiễm hạt nhân có thể xảy ra. Các nhà quan sát quốc tế đã nhiều lần nhấn mạnh rằng Mỹ và các đồng minh đang sử dụng Ukraine như một bể chứa cho các thiết bị lạc hậu và nguy hiểm. Hồi tháng 9 năm nay, Bộ Quốc phòng Anh đã thừa nhận rằng hàng trăm xe tăng và xe bọc thép cũ của họ có chứa amiang nguy hiểm tiềm ẩn và một số trong số đó đã được gửi đến Ukraine như một phần của hỗ trợ quân sự. Trong tháng 11 vừa qua, Bộ trưởng Lực lượng Vũ trang Pháp Sébastien Lecornu cho biết chương trình hỗ trợ của Ukraine cho phép quân đội Pháp loại bỏ nhiều vũ khí cũ bằng cách chuyển chúng sang quốc gia Đông Âu này. Nhà cựu phân tích của Bộ Quốc phòng Mỹ, Trung tá đã nghỉ hưu, Karen Kwiatkowski cho biết, phương Tây đang hủy hoại Ukraine một cách có phương pháp trong khi giải quyết các lợi ích địa chính trị và được đảm bảo của họ, bao gồm cả việc cố gắng làm suy yếu Nga.
Sau khi Nga phát động chiến dịch ở Ukraine hồi tháng 2 năm ngoái, gia đình 5 người của giáo sĩ Do Thái Mendev Mokoskvit đã di cư từ Kharkov, đông bắc Ukraine, tới nhà họ hàng ở miền nam Israel để bắt đầu cuộc sống mới. Tuy nhiên, cuộc sống yên ổn của họ bị gián đoạn từ ngày 7 tháng 10 khi Hamas bất ngờ tấn công miền nam Israel. Gia đình Mokoskvit không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Họ vội vàng rời Israel tới làng giải cứu Manchen Chabas dành cho người Do Thái ở ven hồ Balaton, Hungary. Giáo sĩ Mokoskvit, 33 tuổi, cho biết: "Chúng tôi không muốn các con tổn thương lần nữa sau những gì đã trải qua ở Ukraine. Khoảng 4.000 người Ukraine đã rời Israel sau vụ đột kích ngày 7 tháng 10 của Hamas." Manchen Chabas từng là nơi nghỉ dưỡng dành cho các quan chức chính phủ Hungary, nằm ở Balaton Nordjob, cách Budapest khoảng 130 km về phía tây nam. Đầu năm ngoái, khu nghỉ dưỡng được sửa sang lại để đón cộng đồng người Do Thái ở Ukraine và trở thành nơi trú ẩn cho một cộng đồng lớn từng sống sót sau nhiều sự kiện lịch sử. Khu vực được Hiệp hội các cộng đồng Do Thái Hungary, MIH, Liên đoàn Cộng đồng Do Thái Ukraine và chính quyền Thủ tướng Hungary Viktor Orbán hỗ trợ kinh phí. Hiện có 200 người sống ở Manchen Chabas, trong đó một nửa từng chạy khỏi Ukraine tới Israel nhưng phải tiếp tục chạy nạn lần hai. Mokoskvit là giáo sĩ của khu trại nói: "Mỗi khi một cuộc chiến bắt đầu, mọi thứ đều lung lay, công việc, nhà cửa, gia đình rất khó để ổn định. Tại đây, cư dân được hỗ trợ tâm lý tiếp cận dịch vụ chăm sóc trẻ em, học hành. Đầu bếp Amos Ajak và nhân viên đều là người tị nạn Ukraine sẽ chuẩn bị cơm nước 3 bữa một ngày." Cô Hanna Stagin, 29 tuổi, là một luật sư người Ukraine cho biết: "Nơi này rất đặc biệt vì đem tới cho chúng tôi cảm giác an toàn, rời xa căng thẳng, chúng tôi được ở nơi ấm áp, được chăm sóc." Sau hơn một tháng ở Manchen Chabas cùng chồng con, cô nhận định tình hình đã lắng xuống, đủ để quay lại Jerusalem. Tuy nhiên, một số cư dân như ông Jeff Vinogradov, 73 tuổi, đến từ Dnipro, Ukraine, tự hỏi khi nào mới có thể rời đi. Hồi tháng 3 năm ngoái, ông và vợ rời Ukraine tới thị trấn Metula của Israel, gần biên giới phía bắc với Liban. Lực lượng phòng vệ Israel IDF đã sơ tán người dân khỏi khu vực sau ngày 7 tháng 10 vì lo ngại nguy cơ tấn công từ lực lượng vũ trang Hezbollah, đồng minh của Hamas. Không có nơi nào để đi, ông Vinogradov dành cả ngày ở Manchen Chabas cầu nguyện và giảng đạo cho các thanh niên Ukraine qua điện thoại. Ông Vinogradov hy vọng khi cuộc chiến kết thúc, ông sẽ được quay lại Ukraine, nơi ông đã bỏ lại nhà cửa, xe cộ, bạn bè và láng giềng. Tương lai của làng cứu nạn ở Hungary không chắc chắn. MIH đang gặp khó khăn vì một số nhà tài trợ giảm đóng góp. Giáo sĩ Solomov Koves, người đứng đầu MIH, cho biết trong 6 tháng qua, số tiền cộng đồng tôn giáo Ukraine đóng góp không đáng kể. Sự chú ý của các nhà hảo tâm chạy khỏi Ukraine và chuyển sang Gaza. Là một nhánh của giáo phái Chabad Lubavitch thuộc đạo Do Thái Hasidic, MIH giữ quan hệ chặt chẽ với Thủ tướng Orbán, người thường xuyên bày tỏ quan điểm chống nhập cư. Thủ tướng Hungary tuyên bố không khoan nhượng với chủ nghĩa bài Do Thái ở Hungary, khẳng định nơi đây là ốc đảo hòa bình đối với người Do Thái. Chính phủ Hungary cho phép MIH sử dụng miễn phí khu nghỉ dưỡng thuộc sở hữu nhà nước và trả 1/3 chi phí vận hành. Giáo sĩ Mokoskvit cho rằng, với tình hình đang diễn ra ở Ukraine và Gaza, khu nghỉ dưỡng sẽ tiếp tục đóng vai trò là nơi giúp người ta cảm nhận họ có gia đình và cộng đồng. Mới đây, Sputnik dẫn các thông tin trên báo Anh cho biết, Vương quốc Anh được cho là đã bí mật gửi 500 binh sĩ tới căn cứ quân sự của nước này trên đảo Sip và hỗ trợ quân đội Israel ném bom giải Gaza. Việc triển khai mới nhất nâng số lượng quân đội Anh đồn trú tại Sip lên 2.717 người, cùng với 273 nhân viên phục vụ. Trước đó, chính phủ Anh cho biết họ đã triển khai 1.000 quân tới Địa Trung Hải để hỗ trợ Israel nhưng không tiết lộ tình hình phân phối hoạt động của lực lượng này như thế nào. Trong một giải trình với nghị sĩ Alba Kenny McAskill được giải mật mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Anh James Heppey cho biết một nửa số quân được triển khai tới Sip. Theo tài liệu, Anh hiện có khoảng 500 nhân viên phục vụ bổ sung được triển khai tới Sip. Anh có hai khu căn cứ quân sự có chủ quyền trên Sip, đó là The Hekelia ở phía đông hòn đảo và Agrotiri ở phía tây. Đây là những cơ sở tình báo và quân sự cực kỳ bí mật, chiếm 3% diện tích đất liền của hòn đảo. Từ lâu, căn cứ không quân lớn của Anh ở Sip, Rab Agrotiri, đã là nơi tổ chức các chiến dịch ném bom của Anh ở Trung Đông. Căn cứ này nằm cách Tel Aviv 280 dặm, với thời gian bay là 40 phút. Quân đội Mỹ cũng đã có căn cứ trên lãnh thổ Anh ở Sip trong gần nửa thế kỷ, nhưng quy mô của căn cứ này được giữ bí mật với công chúng.
cho đến lần giải mật thông tin mới đây công bố có 129 phi công Mỹ được triển khai lâu dài tới Rab Agro Tiri. Nhiều người đặt ra câu hỏi không biết liệu binh lính Mỹ bổ sung có được triển khai đến các căn cứ ở Sip của Anh để hỗ trợ Israel ném bom Gaza hay không. Hiện chính phủ Anh từ chối công khai bất kỳ thông tin nào về các hoạt động của Mỹ trên lãnh thổ Vương quốc Anh. Bộ trưởng Quốc phòng James Heppey cũng tiết lộ trong tờ giải trình rằng Anh đã gửi thêm quân tới Ai Cập, Israel và Liban, nhưng ông từ chối cho biết ở mức độ nào vì lý do an ninh. Bộ trưởng Heppey chỉ cho biết thêm rằng quân nhân Anh được cho là sẽ được triển khai để hỗ trợ lập kế hoạch dự phòng và các nỗ lực viện trợ nhân đạo của Anh. Được biết, 500 binh sĩ bổ sung của Anh được triển khai tới Sip, không bao gồm lực lượng đặc biệt của Anh. Hồi cuối tháng 10 vừa qua, tờ Sun đã đưa tin rằng cơ quan hàng không đặc biệt SAS của Anh, lực lượng tinh nhuệ của quân đội lực lượng đặc biệt, đang sẵn sàng ở Sip để giải cứu các con tin người Anh bị Hamas và những người Anh đang mắc kẹt ở Gaza bắt giữ. Không có báo cáo nào thêm về vai trò của SAS ở Gaza, trong khi quân đội Anh từ chối xác nhận hay phủ nhận liệu SAS có hiện diện ở Gaza kể từ khi Israel bắt đầu ném bom lãnh thổ hay không. Người phát ngôn của chính phủ Sip phủ nhận việc nước này đang được sử dụng để cung cấp viện trợ quân sự cho Israel. Mới đây, Tổng thống Sip Nikos Christodoulidis đã tuyên bố rằng không có thông tin nào như vậy, đất nước của chúng tôi không thể được sử dụng làm căn cứ cho các hoạt động xung đột. Dù vậy, truyền thông Anh phát hiện, kể từ khi vụ đánh bom bắt đầu, có ít nhất 30 chuyến bay vận tải quân sự của lực lượng không quân Hoàng gia Anh, RAF, đặt tại Agro Tiri trên hòn đảo Sip đã bay đến Tel Aviv. Bên cạnh đó, truyền thông Israel cũng đưa tin có ít nhất 40 máy bay vận tải hạng nặng của không quân Mỹ đã hạ cánh xuống căn cứ quân sự của Anh tại Agro Tiri cùng với một số máy bay vận tải quân sự của Hà Lan và Đức. Sau khi thỏa thuận ngừng bắn hết hiệu lực, Israel đã nối lại hàng loạt các cuộc tấn công dữ dội vào dải Gaza nhằm truy lùng xóa sổ Hamas. Trước diễn biến này, ngày 12 tháng 12, tại sự kiện vận động ở Washington, Tổng thống Mỹ Biden đã cảnh báo Thủ tướng Israel Netanyahu rằng Tel Aviv có nguy cơ đánh mất sự ủng hộ toàn cầu khi oanh tạc Gaza bừa bãi. Ông Biden nói, Israel ban đầu được hầu hết thế giới ủng hộ sau cuộc tấn công của Hamas ngày 7 tháng 10, song họ đang bắt đầu đánh mất sự ủng hộ vì tiến hành các đợt oanh tạc bừa bãi. Trong bình luận được đánh giá là thẳng thắn nhất kể từ khi xung đột Israel-Hamas bùng phát, ông Biden nói Thủ tướng Benjamin Netanyahu cần phải thay đổi lập trường về giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột, trong đó Israel và Palestine cùng tồn tại hòa bình. Tổng thống Biden cho biết, ông ấy là một người bạn tốt, nhưng tôi nghĩ ông ấy phải thay đổi. Chính phủ Israel đang gây khó khăn cho ông ấy, họ không muốn giải pháp hai nhà nước. Những bình luận của Tổng thống Biden phản ánh chia rẽ ngày càng tăng giữa Mỹ và đồng minh, khi Mỹ kêu gọi chuyển giao Gaza cho chính quyền Palestine, nhưng Israel không hưởng ứng ý tưởng này. Cùng ngày 12 tháng 12, Thủ tướng Netanyahu nói rằng Mỹ đã hỗ trợ Israel trong các mục tiêu loại bỏ Hamas và giải cứu con tin, nhưng hai bên đang bất đồng về Gaza thời hậu chiến. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, đúng, có bất đồng giữa Mỹ và Israel về giai đoạn hậu Hamas và tôi hy vọng chúng tôi sẽ sớm đạt đồng thuận. Tôi muốn nêu rõ lập trường của mình, tôi sẽ không để Israel lặp lại sai lầm ở Oslo. Thủ tướng Netanyahu không nêu rõ đó là sai lầm gì. Oslo là thủ đô của Na Uy, là nơi các bên ký hiệp định năm 1993 với Mỹ làm trung gian, trong đó Israel chấp nhận Tổ chức Giải phóng Palestine, PLO, là đại diện của người Palestine, trong khi PLO công nhận quyền tồn tại hòa bình của Israel. Hai bên nhất trí chính quyền Palestine sẽ quản lý bờ Tây và dải Gaza, mang hy vọng về lộ trình thực hiện hóa mô hình hai nhà nước. Bình luận của ông Netanyahu được đưa ra sau khi Tổng thống Joe Biden thừa nhận Mỹ và Israel có khác biệt. Theo đó, tại lễ thắp nến Hanukkah truyền thống tại Nhà Trắng, với 800 khách mời bao gồm những người sống sót sau thảm họa diệt chủng Holocaust, các thành viên quốc hội, các chính trị gia và các nhà lãnh đạo Do Thái, ông Biden chia sẻ, ông đã viết vài dòng trên bức ảnh cũ của hai người sử dụng biệt danh Bibi dành cho ông Netanyahu rằng, Bibi, tôi quý mến ông, nhưng tôi không đồng ý với điều mà ông vừa nói. Trước những tràng pháo tay lác đác từ khán giả phần lớn là người Do Thái, ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh, hôm nay tôi cũng vẫn như vậy. Ông Biden cho biết, Israel đang ở trong một thời điểm khó khăn và nhấn mạnh rằng, tôi có những khác biệt với một số lãnh đạo Israel. Ông chủ Nhà Trắng không nói rõ hiện những khác biệt nào giữa ông và nhà lãnh đạo Israel vẫn tồn tại. Mặc dù trong những tuần gần đây, ông Biden đã mạnh mẽ ủng hộ chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza nhằm hủy diệt Hamas,
Vài ngày trước, các nguồn thạo tin cũng cho biết Mỹ và Israel bất đồng về tương lai dải Gaza sau khi lực lượng Hamas bị loại bỏ. Giới chức Israel muốn triển khai một vùng đệm để đảm bảo người Palestine không thể tiếp cận biên giới nước này. Họ cũng loại bỏ vai trò của chính quyền Palestine. Trong khi đó, Mỹ không đồng ý để Israel tái kiểm soát Gaza hay khiến khu vực vốn là dải đất nhỏ này bị thu hẹp hơn nữa. Mỹ cho rằng người Palestine là bên chịu trách nhiệm quyết định vấn đề này và kêu gọi chính quyền Palestine, Israel nối lại đàm phán hòa bình về giải pháp hai nhà nước. Sau Hiệp định Oslo năm 1993, hầu hết dải Gaza nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền Palestine mới thành lập. Tuy nhiên, bạo lực lan rộng tại khu vực sau khi phong trào nổi dậy của người Palestine chống lại việc Israel kiểm soát các vùng lãnh thổ của họ, Intifada, lần thứ hai khởi phát năm 2000. Năm 2005, Israel quyết định rút lực lượng khỏi dải Gaza. Khu vực nước này giành được trong cuộc chiến 6 ngày. Năm 1967, Israel đã áp lệnh phong tỏa khu vực sau khi nhóm Hamas giành quyền kiểm soát Gaza từ năm 2007. Hamas đối chọi về mặt chính trị và chiến lược với phong trào Fatah của Tổng thống Mahmoud Abbas ở bờ Tây. Bên được quốc tế công nhận là chính quyền Palestine, Hamas không thừa nhận nhà nước Israel, muốn áp dụng chiến lược kháng cự vũ trang chống lại Israel, còn Fatah thừa nhận nhà nước Do Thái và muốn theo đuổi đàm phán. Cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hamas đang gây ra khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng ở dải Gaza, một lãnh thổ tách rời của Palestine nằm ven địa Trung Hải và tiếp giáp với Israel hiện tại. Những tác động của xung đột đang được cảm nhận rõ nét ở bờ Tây. Sau khi xảy ra xung đột hôm 7 tháng 10, Israel đã quyết định chấm dứt giấy phép lao động của người Palestine ở cả bờ Tây và Gaza, khiến nhiều người lao động vốn có thu nhập thấp phải vật lộn để sinh tồn. Anh Ibrahim Angri là một người Palestine ở bờ Tây đã bị hủy giấy phép lao động tại Israel sau khi cuộc xung đột Gaza bắt đầu nổ ra. Điều này đã khiến anh rơi vào tuyệt vọng và nợ nần như hàng nghìn người khác tại bờ Tây. Anh Ankri cho biết, chúng tôi đã tiêu hết số tiền kiếm được, hiện chúng tôi đang đối mặt với các khoản nợ chồng chất. Chúng tôi cần phải kiếm tiền để mua đồ dự trữ, trả tiền thuê nhà cũng như các hóa đơn điện và nước. Anh Ankri cho biết thêm rằng, để trang trải chi phí sinh hoạt, anh đã phải vay mượn gần 7.000 shekel, tương đương gần 1.870 đô la Mỹ. Quê hương của anh Ankri nằm ở vùng miền núi Karas, gần thành phố Hebron ở bờ Tây, có khoảng 12.000 cư dân. Theo chính quyền địa phương, 70% lực lượng lao động của vùng này đã phải vượt qua các trạm kiểm soát của Israel một cách khó khăn để tới làm việc tại Israel mỗi ngày. Những người còn lại làm việc cho chính quyền Palestine PA. Nhưng PA cũng đang gặp khó khăn trong việc trả lương cho nhân viên. Trong bối cảnh nền kinh tế Palestine đã giảm hơn 1/3 trong tháng qua sau khi cuộc xung đột ở Gaza bắt đầu nổ ra. Bà Manan Krahan là một quan chức thuộc Bộ Kinh tế Palestine nói rằng Israel đã hủy 130.000 giấy phép lao động của người Palestine ở bờ Tây và giữ lại 600 triệu shekel, tương đương 160 triệu đô la Mỹ tiền thuế hàng hóa của Palestine. Theo vị quan chức Palestine, PA hiện đang thất thu 24 triệu đô la Mỹ mỗi ngày do mất nguồn thu từ thuế và lượng du khách là người Palestine sống ở Israel sụt giảm mạnh. Người lao động Palestine đã không nhận được bảo hiểm xã hội hoặc trợ cấp thất nghiệp từ chính phủ Israel như những lao động người Israel. Bên cạnh đó, họ cũng không nhận được bất kỳ khoản trợ cấp nào từ PA. Ông Tares Al-Hala là một người lao động mất việc làm và đang phải vật lộn để nuôi gia đình gồm 10 người cho biết nhiều phụ nữ đã phải bán đồ trang sức của họ để lấy tiền mua thực phẩm cho gia đình. Trong khi đó, ông Ahmed Ranwan là chủ một siêu thị nhỏ ở vùng Karas, chia sẻ doanh số bán hàng của siêu thị đã giảm 70% và ông đang ngừng bán chịu cho khách ghi nợ của khách hàng chiếm tới 40% tổng doanh thu. Do khó khăn, ông Ranwan đã sa thải phần lớn nhân viên. Bộ Kinh tế Palestine cho biết Israel đã thiết lập khoảng 130 trạm kiểm soát quân sự cố định và di động ở bờ Tây. Người dân địa phương nói rằng các trạm kiểm soát này đã làm trầm trọng thêm tác động kinh tế của xung đột Gaza vì chúng gây khó khăn cho hoạt động vận chuyển nông sản và việc đi lại của người lao động. Ngày 13 tháng 12, Cơ quan Giám sát Dữ liệu Anh cho biết Bộ Quốc phòng Anh đã bị phạt 350.000 bảng, tương đương hơn 10,7 tỷ đồng, vì tiết lộ thông tin cá nhân của 265 người Afghanistan tìm cách chạy trốn khỏi Taliban. Ủy viên dữ liệu Anh John Edwards nhấn mạnh, vụ vi phạm dữ liệu đáng tiếc này đã gây thất vọng cho những người mà đất nước chúng ta mắc nợ rất nhiều. Theo AFP,
Vụ vi phạm dữ liệu đã khiến địa chỉ email của hàng trăm người, trong đó có cả thông dịch viên người Afghanistan, có khả năng đủ điều kiện chuyển đến Anh bị tiết lộ. Vụ việc lần đầu tiên được đưa ra ánh sáng vào tháng 9 năm 2021, ngay sau khi Taliban tiếp quản Afghanistan và nỗ lực sơ tán những người dễ bị tổn thương khỏi Afghanistan, gây ra cảnh hỗn loạn. Ông Ben Wallace, lúc đó là Bộ trưởng Quốc phòng Anh, đã xin lỗi và tiết lộ rằng một quan chức đã bị đình chỉ công tác. Kế hoạch sơ tán người Afghanistan của Anh đã bị chỉ trích rộng rãi. Các nghị sĩ Anh đã cáo buộc chính phủ nước này đứng sau những thất bại mang tính hệ thống trong lãnh đạo, lập kế hoạch và chuẩn bị. Hàng trăm người Afghanistan đủ điều kiện sơ tán đã bị bỏ lại phía sau, trong đó có nhiều người có nguy cơ gặp nguy hiểm đến tính mạng sau khi thông tin chi tiết về nhân viên và người xin việc vẫn để tại Đại sứ quán Anh bị bỏ hoang ở thủ đô Kabul của Afghanistan. Trong phán quyết của mình, ủy viên Edwards lập luận các điều kiện thực tế rất khó khăn và việc ra quyết định nhanh chóng không phải là lý do để không bảo vệ thông tin cá nhân. Ông còn cho rằng những người bị ảnh hưởng sẽ bị trả thù và có nguy cơ bị tổn hại nghiêm trọng. Ông Edwards nhấn mạnh, mức độ rủi ro và tác hại đối với con người tăng cao thì phản ứng cũng phải như thế. Theo AFP, Bộ Quốc phòng Anh đã thừa nhận mức độ nghiêm trọng của vụ vi phạm dữ liệu nói trên và cho hay họ đã xem xét lại các thủ tục của mình. Mới đây, Thổ Nhĩ Kỳ đã phát lệnh bắt con trai Tổng thống Somali do lái xe gây tai nạn nghiêm trọng ở Istanbul. Theo đó, Mohamed Hassan Semamut là con trai của Tổng thống Somali Hassan Semamut. Hôm 30 tháng 11, Mohamed lái xe của lãnh sự quán Somali trên đường phố quận Fatih, thành phố Istanbul và tông vào người đưa thư đang đi xe máy, cú va chạm khiến người đưa thư bị thương nặng. Báo cáo của cảnh sát về vụ tai nạn cho thấy người điều khiển xe máy không vi phạm luật giao thông, lỗi chủ yếu thuộc về người lái ô tô. Hôm 8 tháng 12, văn phòng công tố Istanbul cho biết con trai Tổng thống Somali đã rời Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 2 tháng 12 sau cuộc thẩm vấn của cảnh sát. Trong khi đó, người bị nạn Zurit Amre Gosor, 38 tuổi, vẫn nằm viện. Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin cảnh sát đã thả Mohamed mà không có bất kỳ điều kiện bảo lãnh nào. Đến ngày 6 tháng 12, nạn nhân Gosor đã tử vong tại bệnh viện. Thổ Nhĩ Kỳ phát lệnh bắt quốc tế đối với Mohamed. Hôm ngày 10 tháng 12, Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Cimbaktun cho biết trên mạng xã hội X rằng một cuộc điều tra đã được tiến hành đối với các cảnh sát thực hiện đánh giá ban đầu về vụ tai nạn. Sự việc gây ra làn sóng phản đối kịch liệt ở Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia có quan hệ tốt với Somali. Thị trường Istanbul Ekrem İmamoğlu chỉ trích chính quyền vì cho phép nghi phạm rời khỏi đất nước. Ngày 8 tháng 12, thị trưởng İmamoğlu đăng trên mạng xã hội X rằng chúng ta nói sẽ tuân thủ quy trình pháp lý nhưng nghi phạm đã bỏ trốn, nỗi đau của gia đình nạn nhân càng tăng thêm. Một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ giấu tên cho biết tai nạn xảy ra khi Mohamed đang lái xe mang biển ngoại giao. Quan chức này nói, người không mang thân phận ngoại giao không có quyền sử dụng phương tiện này. Thổ Nhĩ Kỳ đã yêu cầu Somali cung cấp thông tin về sự việc. Bộ Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ đang xử lý sự việc. Tổng thống Somali và văn phòng của ông hiện vẫn chưa phản hồi về thông tin từ Thổ Nhĩ Kỳ. Trong thập niên qua, Thổ Nhĩ Kỳ đều đặn tăng cường sự hiện diện ở Somali và là đối tác kinh tế hàng đầu của quốc gia vùng sừng châu Phi, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng, giáo dục và y tế. Thổ Nhĩ Kỳ cũng là nguồn viện trợ đáng kể cho Somali. Sau nạn đói năm 2011, năm 2017, Thổ Nhĩ Kỳ đã mở căn cứ quân sự lớn nhất của nước này, thủ đô Mogadishu của Somali, nhằm tăng cường quan hệ song phương cũng như thiết lập sự hiện diện tại khu vực Đông Phi. Thời điểm đó, một quan chức cấp cao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các sĩ quan Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giúp huấn luyện cho trên 10.000 binh sĩ Somali tại căn cứ này. Việc xây dựng căn cứ là tín hiệu cho thấy mối quan hệ ngày càng được tăng cường giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Somali sau giai đoạn căng thẳng thời đế chế Ottoman trước đây. Mỹ đã thử nghiệm thành công công nghệ phóng và thu về thiết bị lặn không người lái UUV từ một tàu ngầm. Vũ khí có thể làm gia tăng sức mạnh của Washington dưới lòng đại dương. Theo đó, Hải quân Mỹ thông báo đã lần đầu thực hiện bài thử nghiệm thành công UUV Yellow Moray. Cụ thể, Mỹ đã phóng và thu hồi UUV này thông qua ống phóng ngư lôi thông thường của tàu ngầm. Bài thử nghiệm được thực hiện vào vài ngày trước và Mỹ đặt ra mục tiêu sẽ triển khai năng lực này trên tàu ngầm vào năm sau. Tàu ngầm tấn công lớp Virginia USS Delaware SSN-791 tham gia phóng và thu UUV trên. Theo Eurasian Times, nếu sở hữu năng lực này, các tàu ngầm Mỹ sẽ có thêm công cụ bổ trợ nhằm tăng cường năng lực trinh sát mìn và phát hiện các mối đe dọa, thu thập thông tin tình báo và cải thiện khả năng nhận thức tình huống. Cơ chế phóng ra và thu về vũ khí của tàu ngầm giống như với các tàu sân bay trên mặt nước. Trước đó, Mỹ cũng thử nghiệm tàu sân bay trên không khi máy bay vận tải C-130 đã phóng và thu hồi thành công UAV-X
khi máy bay vận tải C-130 đã phóng và thu hồi thành công UAV X-61A Gremlins ngay trên không trung. Điều này cho thấy Mỹ đang quan tâm đến công nghệ không người lái trong bối cảnh đây được xem là tương lai của tác chiến hiện đại. Tháng trước, chuẩn đô đốc Rob Goucher của Hải quân Mỹ đã bày tỏ sự lạc quan về viễn cảnh Washington sắp triển khai năng lực phóng và thu hồi UUV từ tàu ngầm vào năm sau. Theo ông Goucher, nếu Mỹ thành công trong lĩnh vực này, đây sẽ là một mốc quan trọng cho phép Hải quân Mỹ tác chiến trên quy mô lớn và tích hợp các khả năng này trên toàn bộ hạm đội tàu ngầm, khiến chúng trở nên nguy hiểm gấp nhiều lần dưới lòng đại dương. Được trang bị bộ mô phỏng âm thanh chủ động, UUV của Mỹ có thể mô phỏng cảm biến của đối thủ, chuyển hướng các mối đe dọa và thu thập thông tin tình báo về khả năng và chiến thuật của đối phương. Công nghệ không người lái này cũng mang lại những lợi ích như nâng cao khả năng nhận thức tình huống, tăng cường an toàn bằng cách giữ tàu ngầm ở khoảng cách xa với các mối đe dọa tiềm ẩn. Ngoài ra, UUV giúp tàu ngầm gia tăng khả năng trinh sát trước các mìn và các mối nguy hiểm dưới lòng đại dương. Khả năng hoạt động bền bỉ của Yellow Moray trong 24 giờ hoặc lâu hơn sẽ cung cấp cho Mỹ thêm cách thu thập thông tin tình báo ở các khu vực nhạy cảm. Thông tin chi tiết về Yellow Moray vẫn chưa được công bố rộng rãi. Truyền thông Mỹ cho biết, UUV thuộc chuỗi sản phẩm Remus của nhà thầu Huntington Ingalls Industries, công ty đóng tàu quân sự lớn hàng đầu tại Mỹ. UUV Remus 600 tiêu chuẩn, có hình dạng giống ngư lôi, dài khoảng 3,2 m, đường kính 32,3 cm và nặng 240 kg. UUV chạy bằng pin, có thể hoạt động ở độ sâu 182,8 m và có khả năng vận hành bán tự động dọc theo tuyến đường được xác định trước. Remus 600 có thời lượng hoạt động được công bố lên tới 70 giờ, nhưng điều này phụ thuộc vào cấu hình chính xác của từng phiên bản và các yếu tố môi trường xung quanh tác động. Tất cả các phiên bản Remus 600 đều có cột anten ở phía sau cho phép UUV liên lạc với tàu mẹ. Ngày 12 tháng 12, Bộ trưởng Kinh tế Argentina Luis Caputo thông báo chính phủ của tân Tổng thống Javier Milei đã thiết lập tỷ giá hối đoái chính thức mới của đồng nội tệ là 800 peso đổi 1 đô la Mỹ. Từ mức 366,5 peso đổi 1 đô la Mỹ, khiến giá trị đồng tiền này giảm 54%. Ông Caputo đã nói nhiều lần trong bài phát biểu rằng Argentina không còn tiền. Ông nhấn mạnh chính phủ cần giải quyết tình trạng nghiện thâm hụt tài khoá. Ông cũng công bố nhiều biện pháp khác theo chương trình liệu pháp sốc cho nền kinh tế, trong đó giảm 1/2 số bộ, cắt giảm ngân sách cho các tỉnh, đình chỉ các dự án công, giảm trợ cấp cho lĩnh vực giao thông và năng lượng, trong khi thúc đẩy một số chương trình phúc lợi xã hội nhất định. Trước động thái của Argentina, Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF Kristalina Georgieva cho biết, tôi hoan nghênh các biện pháp mang tính quyết định và gọi đây là một bước quan trọng hướng tới khôi phục sự ổn định và xây dựng lại tiềm năng kinh tế của đất nước. Một tuyên bố của IMF tin tưởng các biện pháp của chính phủ Argentina sẽ giúp ổn định nền kinh tế, tạo cơ sở vững chắc hơn và mang lại tăng trưởng cho khu vực kinh tế do tư nhân dẫn đầu sau những thất bại chính sách nghiêm trọng. Argentina công bố các động thái mới sau khi đình chỉ đăng ký xuất khẩu ngày 11 tháng 12, bước thường báo trước sự mất giá tiền tệ và thay đổi chính sách lớn. Ngân hàng Trung ương cùng ngày tuyên bố hạn chế giao dịch tiền tệ, dự kiến dỡ bỏ hôm nay. Trước đó, khi tuyên thệ nhậm chức, tân Tổng thống Argentina Javier Milei đã cảnh báo người dân phải chuẩn bị cho các biện pháp thắt lưng buộc bụng trước kế hoạch liệu pháp sốc nhằm sốc lại nền kinh tế. Ông Milei nói, ngân sách chẳng còn đồng nào nữa. Ông cam kết sẽ chấm dứt hàng thập niên sa sút của các lãnh đạo tiền nhiệm, những người đã bổ chi ngân sách. Ông Milei nhấn mạnh, họ để lại cho tôi di sản tệ hại nhất so với bất kỳ chính phủ tiền nhiệm nào. Nền kinh tế lớn thứ ba Mỹ Latin đang suy thoái sau nhiều thập niên nợ nần và quản lý tài chính yếu kém, với lạm phát hàng năm ở mức 140% và 40% người dân Argentina sống trong nghèo đói. Tổng thống Milei cho hay, giá cả dự kiến tăng 20-40% trong những tháng tới. Mới đây, sự việc một người đàn ông đã qua được cửa hải quan lên máy bay ở Đan Mạch để bay sang Mỹ mà không có vé máy bay, không có hộ chiếu, đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Theo các công tố viên Mỹ, hồi đầu tháng trước, ông Vladimirovich Ochigava, 46 tuổi, đã di chuyển từ Copenhagen, Đan Mạch tới sân bay quốc tế Los Angeles, Mỹ trên chuyến bay mang số hiệu 931 của hãng hàng không Scandinavian Airlines, dù không có hộ chiếu và vé máy bay. Khi tới sân bay Los Angeles, ông Chigava không xuất trình được hộ chiếu và ban đầu, ông khai rằng mình có hộ chiếu Mỹ nhưng đã để quên trên máy bay.
ông nói mình chỉ có các tấm thẻ căn cước Nga và Israel trong túi. Thông qua một đặc vụ liên bang biết nói tiếng Nga, ông đã trao đổi với thành viên lực lượng hành pháp. Tuy nhiên, những thông tin mà ông đưa ra lại khiến cho vụ việc thêm bí ẩn. Theo bản khai mà FBI cung cấp, Ochigawa nói với các đặc vụ rằng ông có bằng tiến sĩ kinh tế và tiếp thị và từng làm chuyên gia kinh tế ở Nga. Ông nói đã không ngủ trong 3 ngày và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người đàn ông này nói rằng mình có thể đã có một vé máy bay đến Mỹ nhưng không chắc chắn. Ochigawa cũng cho biết ông ta không nhớ mình đã lên máy bay như thế nào và sẽ không giải thích bằng cách nào và khi nào anh ta đến Đan Mạch hoặc đang làm gì ở đó. Ông cũng thừa nhận không nhớ mình đã đi qua cửa kiểm tra an ninh như thế nào khi không có vé. Trong khi đó, tổ bay khai với các điều tra viên rằng trước lúc máy bay khởi hành, Ochigawa đã ngồi ở chỗ trống không có khách. Sau khi máy bay cất cánh, người đàn ông này tiếp tục đi loanh quanh trên máy bay, đổi chỗ ngồi và cố bắt chuyện với những hành khách khác. Nhưng bị phớt lờ, Ochigawa đã yêu cầu 2 suất ăn và còn định lấy sô-cô-la của các thành viên phi hành đoàn. Ochigawa đã bị đại bồi thẩm đoàn liên bang truy tố vào tháng 11 về tội đi chui máy bay. Một trong tội có mức án tối đa là 5 năm tù. Ông không nhận tội và phiên tòa xét xử ông dự kiến bắt đầu vào ngày 26 tháng 12. Người phát ngôn của Văn phòng Công tố Mỹ tại California, ông Tom Rozek cho biết chính quyền tin rằng ông Ochigawa là công dân Nga và chưa xác nhận bất kỳ tư cách pháp lý nào mà ông có thể có ở Israel. Trong khi đó, đại diện sân bay Copenhagen, bà Lisa Gleikostin cho biết ông Ochigawa xuất hiện trên màn ảnh camera giám sát ở sân bay mà không mang theo vé hợp lệ. Bà nói, sân bay Copenhagen đã cung cấp tài liệu ảnh và video cho cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc. Chúng tôi rất coi trọng việc này và sẽ thực hiện điều chỉnh để cải thiện tình hình an ninh. Trước đó, vào cuối tháng 11 năm 2021, một thanh niên 26 tuổi, người Guatemala, đã trốn trong khoang xếp bánh đáp của chuyến bay American Airlines số hiệu 1182 từ thành phố Guatemala đến phi trường quốc tế Miami, Mỹ. Đoạn clip trên đài truyền hình Mỹ cho thấy hình ảnh một người đầu bù tóc rối đang ngồi trên nền xi măng của phi trường trong lúc nhân viên sân bay tìm cách hỗ trợ và đưa nước cho người này. Bằng cách nào đó, người thanh niên vẫn sống sót sau chuyến bay kéo dài khoảng 2 giờ 30 phút và theo lời các nhân chứng, người này không bị thương nhưng có vẻ như trong tình trạng bị sốc. Phi công Willa Shepard cho biết thanh niên này đã phải trải qua thời gian vô cùng khắc nghiệt khi quyết định đu càng máy bay. Bên cạnh thách thức về nhiệt độ, nhiều người có thể bất tỉnh vì thiếu oxy hoặc bị hạ thân nhiệt nghiêm trọng. Khi bánh máy bay xếp lại, họ có thể ngã xuống đường băng và gặp nguy hiểm. Thời điểm đó, luật sư Angel Liu cho biết rằng người đàn ông Guatemala bám càng máy bay vào Mỹ sẽ bị cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới Mỹ giam giữ và đối mặt với lệnh trục xuất khẩn cấp. Ngày 12 tháng 12, Bộ Lao động Mỹ đã công bố số liệu cho thấy chỉ số giá tiêu dùng của nước này đã bất ngờ tăng trong tháng 11, trong khi lạm phát cơ bản tăng cao. Điều này khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED nhiều khả năng không thể giảm lãi suất vào đầu năm 2024. Theo đó, trong tháng 11, chỉ số CPI tăng 0,1% so với tháng trước, trong khi không có sự biến động trong tháng 10. So với cùng kỳ năm trước, tính đến tháng 11 năm 2023, CPI đã tăng 3,1%, giảm so với mức tăng 3,2% trong tháng 10. Mặc dù CPI hàng năm của Mỹ đã giảm rõ rệt so với đỉnh cao là 9,1% vào tháng 6 năm 2022, nhưng vẫn cao hơn mục tiêu 2% của FED. Mặt khác, giá nhà ở chiếm khoảng 33% chỉ số CPI tổng thể, đã tăng 0,4%, bù đắp cho sự giảm giá của xăng. Tuy nhiên, giá các mặt hàng như may mặc và đồ nội thất lại giảm, hàng hóa cũng tiếp tục giảm, đem lại một số lợi ích nhẹ nhàng cho người tiêu dùng. Trong đó, giá hàng hóa cốt lõi, loại trừ thực phẩm và năng lượng đã giảm trong tháng thứ 6 liên tiếp, là chuỗi giảm dài nhất từ năm 2003. Báo cáo về chỉ số giá tiêu dùng cùng với các số liệu về tăng trưởng việc làm mạnh mẽ và tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 3,7% trong tháng 11 đã khiến thị trường tài chính thay đổi quan điểm về việc FED có thể giảm lãi suất. Dự kiến FED sẽ duy trì lãi suất sau cuộc họp chính sách từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 12 thay vì giảm như mong đợi trước đó. CPI tháng 11 được công bố ngay trước thời điểm Ủy ban Thị trường Mở Liên bang của FED bắt đầu cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày. Thị trường dự báo FED sẽ tiếp tục giữ lãi suất ở mức hiện tại. Chủ tịch FED Jerome Powell có thể sẽ nhắc lại rằng ông và các đồng nghiệp muốn thấy giá giảm bền vững hơn trước khi nới lỏng chính sách tiền tệ.